Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 6 tháng Hà Nam có thêm 54 dự án đầu tư. Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương mở rộng diện tích cấy mạ khay. Công ty Nam San, tỉnh Thái Bình đạt doanh thu hơn 900 tỷ đồng. Nam Định triển khai hiệu quả đề án tổ chức cai nghiện ma túy. 6 tháng, Hưng Yên bắt giữ 159 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 24 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2017. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ước tính bình quân mỗi vụ có khoảng từ 50 đến 60% diện tích, có huyện chiếm tới 80 đến 90% diện tích được giao vãi. Sở dĩ phương thức này được nông dân ưa chuộng và phát triển sâu rộng, vì so với mặt bằng mạ thì có nhiều ưu điểm, nông dân không phải làm mạ, không mất nhiều công cấy, đặc biệt là năng suất lúa ra vãi cao hơn lúa cấy từ 5 đến 7%. Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, ra vãi, rau thẳng tiếp tục được chọn làm giải pháp để tăng giá trị canh tác trên đơn vị diện tích. Nhờ hướng đi đúng đắn trong kinh doanh, luôn quan trọng chất lượng, giá thành sản phẩm và giữ uy tín đối với khách hàng đã giúp công ty cổ phần Nam San tỉnh Thái Bình đạt doanh thu hơn 900 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt hơn 40 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018. Với thế mạnh sản xuất và kinh doanh sợi khăn bông, các nhà máy Nam San 1 và Nam San 2 cùng với hai nhà máy mới đều hoạt động ổn định. Do chú trọng đầu tư áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nên sản phẩm của đơn vị được nhiều đối tác tin tưởng lựa chọn. Riêng mặt hàng khăn bông đã tăng trưởng 20% so với những năm trước và 100% được xuất sang Nhật Bản, được khách hàng đánh giá cao. Để đạt hiệu quả tốt nhất trong sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Nam San chú trọng thu hút đào tạo nguồn nhân lực để có đội ngũ kỹ sư trình độ cao, công nhân lao động lành nghề, áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý và sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu. Mục tiêu trong giai đoạn hiện nay của công ty là mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng Nam San vươn lên trở thành thương hiệu quốc tế. Đến nay, các cụm công nghiệp cơ khí Xuân Tiến, cụm công nghiệp chế biến nông sản xã Xuân Bắc, cụm công nghiệp đóng mới sửa chữa phương tiện vận tải thủy huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã cơ bản được lấp đầy với gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Xuân Trường trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa xuất khẩu của huyện Xuân Trường tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2017. Từ nhận thức đúng đắn về vai trò của công nghiệp và xác định rõ từng lợi thế riêng, huyện Xuân Trường đã tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất và đầu tư tại địa phương, xây dựng các văn bản hướng dẫn và triển khai đầy đủ các chính sách của nhà nước quy định về hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, tranh thủ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho việc hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khác liên quan đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cung ứng tốt các dịch vụ hành chính, kho bãi, điện, nước để giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp. Kết quả 5 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn huyện đạt hơn 500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các nguồn vốn tín dụng, chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội, có thể thấy chương trình cho vay giải quyết việc làm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt với tỉnh Bắc Ninh hiện nay, khi mà đời sống kinh tế ngày một phát triển, quá trình đô thị hóa nhanh, người dân phải chuyển đổi nghề nghiệp, thì nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm ngày một lớn và giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên tại Bắc Ninh, nguồn vốn này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đến thời điểm này, tổng dư nợ chương trình cho vay quốc gia Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Việc làm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội toàn tỉnh đạt 102,5 tỷ đồng với hơn 2.200 dự án còn dư nợ. 6 tháng đầu năm, có hơn 500 dự án được vay mới với tổng số vốn gần 29 tỷ đồng. Nguồn vốn này góp phần hỗ trợ các hộ cơ sở phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Song con số đó, so với nhu cầu thực tế còn khiêm tốn, với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa hiện nay, tăng nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm là nhu cầu cấp thiết. Qua khảo sát thực tế ở cơ sở, đối tượng vay vốn giải quyết việc làm rộng nhưng nguồn vốn có hạn, chính yếu tố này tạo khó khăn trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn. Đặc biệt, tác động của đô thị hóa, nhiều diện tích đất sản xuất bị thu hồi, người dân phải tự chuyển đổi nghề nghiệp, đòi hỏi sự hỗ trợ nhiều mặt. Trong đó, vốn cho vay giải quyết việc làm giữ vai trò hết sức quan trọng.
đây là khó khăn chung của Quế Võ cũng như các địa phương khác trong tỉnh. Cái nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình là rất lớn. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì cái nguồn vốn từ trung ương cũng như là của ngân sách tỉnh cũng chưa đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu của các hộ vay trên địa bàn. Thì trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cũng đã đề nghị ngân hàng tỉnh đề xuất với ủy ban tỉnh là sẽ bố trí cái nguồn cho vay giải quyết việc làm để đáp ứng tương đối đầy đủ cái nhu cầu của hộ vay trên địa bàn huyện Gia Bình. Theo Nghị định 61 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm quy định rõ, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa 1 tỷ đồng một dự án và 50 triệu đồng một hộ. Thế nhưng trên thực tế, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh, số cơ sở được vay 1 tỷ đồng chưa có, phổ biến là mức vay 50 triệu đồng. Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm là hoạt động tín dụng chính sách có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm thúc đẩy chương trình cho vay đạt hiệu quả cao. Việc tìm lời giải cho bài toán bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm hàng năm rất cần các cấp, các ngành chung tay giải quyết. Vụ mùa năm nay, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có hơn 6.000 ha lúa. Huyện đặc biệt chú trọng đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm chi phí thuê lao động và đảm bảo thời vụ. Vụ mùa năm nay, huyện Bình Giang cấy hơn 6.000 ha lúa. Huyện đặc biệt chú trọng việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm chi phí thuê lao động và đảm bảo thời vụ. Toàn bộ diện tích đất đã được làm bằng máy đạt 100%, đồng thời có 700 ha được cấy bằng máy, tăng 300 ha so với vụ chiêm xuân. Diện tích cấy máy tập trung ở xã Long Xuyên, Tân Hồng, Thái Dương, Bình Minh. Toàn huyện có 16 máy cấy. Việc cấy máy khó khăn nhất hiện nay của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, đó là khâu làm mạ khay. Làm mạ khay yêu cầu kỹ thuật cao, bà con nông dân chưa tự làm được trong khi nhân lực làm mạ của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thiếu nhiều. Nhờ hiệu quả mang lại, phương thức giao vải giao thẳng đã được nhiều địa phương trong tỉnh Ninh Bình mở rộng. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ước tính bình quân mỗi vụ có khoảng từ 50 đến 60% diện tích, có huyện chiếm tới 80 đến 90% diện tích được giao vải. Sở dĩ phương thức này được nông dân ưa chuộng và phát triển sâu rộng vì so với mặt bằng mạ thì có nhiều ưu điểm, nông dân không phải làm mạ, không mất nhiều công cấy, đặc biệt là năng suất lúa ra vãi cao hơn lúa cấy từ 5 đến 7%. Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, gieo vãi gieo thẳng tiếp tục được chọn làm giải pháp để tăng giá trị canh tác trên đơn vị diện tích. Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa năm 2018, chuyển trọng tâm sang chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Hiện nay, toàn huyện đã gieo mạ được 385 ha, chủ yếu là các giống Thiên Đu 8, Sơn Lâm 1, Nếp Thơm Hưng Yên, tập trung tại các xã Hồng Quang, Hồng Vân, Nguyễn Trãi. Từ thực tiễn sản xuất cho thấy, giống lúa chất lượng cao gieo cấy tại các địa phương đều cho năng suất chất lượng tốt. Vụ lúa xuân vừa qua, trừ chi phí, người dân thu lãi từ 1 triệu 300 nghìn đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng một sào. Vụ lúa mùa năm nay, huyện Ân Thi khuyến cáo bà con, đối với những vùng xây dựng kế hoạch trồng cây vụ đông sớm, nhóm cây ưa ấm sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như Đại Dương 2, QR1, GS333. Tuyên truyền để nông dân hạn chế gieo cấy giống lúa Bắc Thơm số 7 trong vụ mùa nhằm giảm thiểu thiệt hại do bệnh bạc lá lúa. Dự kiến huyện Ân Thi bắt đầu cấy gieo thẳng từ ngày 20 tháng 6 và hoàn thành trước ngày 10 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã triển khai hiệu quả đề án tổ chức cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Xác định việc triển khai cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng có hiệu quả khi người mắc nghiện quyết tâm cao và hợp tác tích cực. Các đoàn thể ở cơ sở và những người có uy tín tại các khu dân cư đã vận động đối tượng nghiện vượt qua mặc cảm, tự giác đăng ký và thực hiện cai nghiện tại gia đình. Những gia đình có người nghiện quan tâm hỗ trợ việc cai nghiện. Nhờ đó, nhiều người nghiện ma túy đã tự giác đăng ký và thực hiện cai nghiện tại gia đình. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có trên 2.200 người nghiện được điều trị cai nghiện. Trong đó có 272 người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, 73 người tự nguyện cai nghiện tại các trung tâm điều trị nghiện, hơn 1.900 người nghiện ma túy điều trị bằng methadone. Tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ phối hợp với tỉnh Đoàn Thái Bình, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức thực hiện chiến dịch Kỳ nghỉ hồng.
Đoàn thanh niên đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 5 gia đình chính sách xã Thụy Hải, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ 10 tấn xi măng tương đương 13 triệu đồng và xây dựng 200 mét đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới tại xã Thái Dương. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tập huấn phòng chống đuối nước, dạy bơi cho thanh thiếu nhi xã Thụy Hải. Các hoạt động của chiến dịch kỳ nghỉ hồng nhằm tập hợp và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động tham gia các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ở các địa phương xa trung tâm và các xã nông thôn mới. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Điều dưỡng Trung tâm Duy Tiên tỉnh Hà Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hành trình về nguồn lịch sử cách mạng hướng về biển đảo thân thương. Cuộc hành trình hướng về biển đảo thân thương có sự tham gia của mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên và Liên đoàn Lao động huyện Duy Tiên. Để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm tại bia di tích bến K-15. Đây là nơi tập kết, tiếp nhận và xuất phát của chuyến tàu đầu tiên và nhiều tàu không số chi viện vũ khí, hàng hóa cho chiến trường miền Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta. Từ đây đã có những chiến sĩ anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam anh hùng. Trước đó, đoàn cũng đã đến thăm và giao lưu với cán bộ chiến sĩ tại vùng 1 Cảnh sát biển Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Bảo tàng Hải quân Việt Nam. Tại buổi giao lưu, các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh và thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ. Chúc các thương bệnh binh vượt qua nỗi đau về thương tật, luôn sống vui sống khỏe và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Cuộc hành trình hướng về biển đảo thân thương là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những người lính hải quân đang ngày đêm canh gác, giữ vững bình yên biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam. Mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2018, đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực du lịch. Qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cùng với sự phát triển chung, du lịch Bắc Ninh cũng có nhiều bước tiến mới. Hình ảnh du lịch Bắc Ninh ngày càng được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch đến với Bắc Ninh đạt 828.000 lượt người, doanh thu đạt 607 tỷ đồng. Tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn tỉnh có 619 tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, trong đó có 22 doanh nghiệp lữ hành và gần 600 cơ sở lưu trú. Trên địa bàn tỉnh có 3 khách sạn 5 sao, 1 khách sạn 4 sao, 14 khách sạn 2 sao và 16 khách sạn 1 sao. Hội nghị cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng du lịch Bắc Ninh ngày càng phát triển. Tại thành phố Hải Dương, Hội Sinh vật Cảnh và Câu lạc bộ Chim họa mi chiến tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội thi Chim họa mi chiến các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc năm 2018. Cuộc thi thu hút gần 100 nghệ nhân với gần 40 cặp chim đến từ các câu lạc bộ chim họa mi của 17 tỉnh, thành phố, từ Thanh Hóa tới các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng Trung Du, Bắc Bộ và Hải Dương. Với thể thức và luật chơi, sau khi hai chim đã chạm mỏ đánh nhau, con nào đảo cầu 3 lần được xác định là thắng cuộc. Trường hợp hai con đã chọi đều nhảy lên đứng cầu, trọng tài sẽ tính 10 giây. Con nào xuống trước, con đó thắng. Nếu cả hai con không xuống, sẽ đánh thông lồng. Kết thúc cuộc thi, giải nhất và giải nhì đều thuộc về tỉnh Quảng Ninh. Đây là một sân chơi văn hóa lành mạnh cho tất cả những người yêu thích sinh vật cảnh, là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của những người đam mê chim cảnh. Đồng thời là dịp để quảng bá đất và người Hải Dương với các tỉnh thành bạn khác. Nhằm hoàn thiện, nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tăng số hộ dân được sử dụng nước sạch, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa từ doanh nghiệp tư nhân và nhân dân trên địa bàn trong việc hoàn thiện hệ thống nước sạch nông thôn. Từ năm 2017 đến nay, huyện Tiên Lữ có thêm 2 nhà máy nước sạch do doanh nghiệp tư nhân được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng tại xã Cương Chính và xã Hải Triều, nâng tổng số nhà máy nước hiện có trên địa bàn huyện lên 5 nhà máy, cung cấp nước cho trên 15.000 hộ dân
trên địa bàn các xã thị trấn. Các nhà máy nước này đều sử dụng nguồn nước mặt sông luộc để xử lý đảm bảo theo đúng quy định. Riêng nhà máy nước ở xã Hưng Đạo cũng đang hoàn tất các thủ tục xin cấp phép thi công đường ống, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện các nhà máy nước vẫn đang tiếp tục đấu nối đường ống mở rộng mạng lưới cấp nước để các hộ dân ở các xã lân cận được dùng nước sạch thay nước giếng khoan trong sinh hoạt và góp phần để các địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về môi trường và nâng cao sức khỏe cho người dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định có 51% hộ dân được sử dụng nước sạch, 94% hộ dân sử dụng nước đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Nguồn cung cấp nước sạch cho các hộ dân chủ yếu từ 13 nhà máy cung cấp nước tập trung với công suất trên 1.000 mét khối nước một ngày đêm. Toàn tỉnh Nam Định có khoảng 85% dân số, tương đương với hơn 1,5 triệu người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đây là cố gắng lớn của chính quyền các địa phương nói riêng và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng xã hội nói chung nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, người dân đã chủ động vay 40% trong tổng nguồn vốn huy động trong chương trình để xây dựng các công trình cấp nước sạch. Đến nay, 94% hộ dân được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục cơ bản được ngăn chặn, đẩy lùi, tuy nhiên vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp và gia tăng. Theo tổng hợp của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 159 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy với 246 đối tượng, tăng 35 vụ, 54 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017. Công an các địa phương đã thu được gần 1.900 gram heroin, trên 2.000 gram ma túy tổng hợp, 122 cây thuốc viện, 100ml methamphetamine, gần 29 gram ketamine, 3,882 gram thuốc viện và nhiều vật chứng liên quan. Lực lượng chức năng đã khởi tố 128 vụ với 155 bị can, xử lý hành chính 19 vụ với 63 đối tượng, đã đưa được 66 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng tội phạm ma túy gia tăng là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, coi thường pháp luật, bị cám dỗ bởi lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy. Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn có nơi, có lúc chưa thực sự hiệu quả. Vấn nạn ma túy gia tăng đang kéo theo những tệ nạn xã hội khác xảy ra như tệ nạn trộm cắp, cướp giật, đặc biệt là các vụ giết người làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Cá độ bóng đá, một hình thức đánh bạc trái phép diễn ra ngày càng nhiều với mức độ tinh vi, quy mô lớn, nhất là hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình liên tiếp phá các vụ án liên quan đến hình thức cá độ này. Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Ninh Bình đã bắt vụ cá độ bóng đá qua mạng, tạm giữ hình sự 8 đối tượng với số tiền cá độ là gần 300 triệu đồng. Ngay sau đó, ngày 3 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã phát hiện và triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền các đối tượng sử dụng khoảng 1 triệu đô la Mỹ, hơn 20 tỷ đồng. Sau khi World Cup diễn ra, tôi có liên hệ với anh Thắng để mua một trang mạng bóng đá với trị giá với 45 triệu để về chơi và bán lại cho những đối tượng chơi bóng đá ở huyện Yên Khánh. Một loạt các vụ cá độ bóng đá phát hiện trong những ngày gần đây với quy mô ngày càng lớn cho thấy hoạt động này đang có chiều hướng gia tăng, nhất là vào thời điểm cuối của mùa World Cup. Trong khi đó, cá độ qua mạng là một hình thức đánh bạc tinh vi, rất khó phát hiện. Việc đấu tranh bắt giữ đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh bạc hết sức tinh vi và việc đấu tranh bắt giữ và xử lý các đối tượng này cũng hết sức khó khăn, tạp mà tôi phải tiến hành nghiên cứu các cái phương thức, thủ đoạn cũng như các cái biện pháp để làm sao bắt giữ và đấu tranh xử lý được các đối tượng sử dụng công nghệ cao này. Nhất trước hết là về chính xác cũng như là đến khi bắt giữ làm sao để xử lý được. Trước diễn biến phức tạp của nạn cá độ bóng đá, lực lượng công an đang tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa tệ nạn này. Bộ luật hình sự năm 2015 nêu rõ, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật đánh bạc trị giá trên 50 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Để mùa World Cup thực sự diễn ra tốt đẹp trong lòng người hâm mộ, mỗi người dân cần nêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.